Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình với anh Thắng đi lên Đán Dầu nha. Đi lên chỗ ông cụ ngài nha. Đấy, đường đẹp rồi đây. Đường lần trước là đi xấu lắm, bây giờ thì tuyệt vời rồi. Hôm trước là Thắng quay là chưa hết. Nó bây giờ bắt đầu từ họ đã làm xong hết đường rồi. Lên Đán Dầu thì các bạn xem qua cái kênh của Em Ước để biết được đường Đán Dầu từ đầu điểm bắt đầu này và đến điểm cuối là một cây 8 là xã làm đẹp như nào nhá. Cùng các nhà hảo tâm ở cái đoạn cuối nữa. Đấy. Đường bây giờ thì đoạn cuối này họ ông làm nhanh đấy chứ nhỉ? Hôm qua hôm kia. Đấy. Bây giờ đường là đẹp rồi. Đường lên Đán Dầu nhá, đã được một nửa lên Đán Dầu được đẹp như này rồi. Hôm nay đường đẹp thì Thắng mới lái xe. Đường xấu anh toàn cho em lái thôi. Hết đoạn này đoạn đẹp thì cho thằng Ước nó lái. Đoạn này cao tốc là bắn tốc độ. Thằng Ước chưa có bằng lái xe. Cái đắp lề nữa là đẹp đấy. Nhẵn, đẹp. Đường quá rộng, 3 mét cơ mà các bạn. Anh cứ bắn lên tốc độ đi. Nó sướng. Nhìn thế thôi mà dốc ạ. Đẹp chưa? Đoạn này đẹp. Ngày xưa đi cái chỗ này cũng đau đầu nhất đây. Không, mà còn nhiều đá nữa cơ. Cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn các anh ở xã, chính quyền địa phương đã quan tâm cho bà con nhân dân Đán Dầu có con đường đẹp như thế này. Sau một năm Thắng vào Đán Dầu thì hôm nay mới chính thức được đi cái đoạn đường nó đẹp nhất. Đấy, từ trước đến giờ. Hiện giờ tuyến đường này cũng đang là và cái tuyến đường Khuẩy Niềng Nạ Phù ấy cũng là một trong những hai tuyến đường đẹp nhất xã Kim Linh rồi. Đến mùa khô rồi, cây cỏ bắt đầu là chết dần rồi đấy. Một tháng trời đấy, hơn một tháng đường mới xong được một cây 8 này. Tại vì là do cái mặt bằng rất là khó, họ phải san, dùng máy ủi, máy cuốc san mặt bằng, rồi là họ giải mi mưa, rồi họ mới đổ. Giảm được bao nhiêu thời gian? Bây giờ từ dưới chân lên đây là gần rồi. Một cây 8. Xem mình đi được mấy phút à? Bây giờ có được 4 phút mà mình đã lên đến đây rồi. Lần trước lên đến đây phải tầm khoảng độ 15 phút. Đoạn này khó nhất là đoạn này rất dốc và trơn. Đúng là thành cao tốc thật rồi.
được bao nhiêu phút đi lên đến đây? 5 phút anh ạ. Ôi. Bây giờ lại đến thấp tốc rồi. Bây giờ giảm tốc độ rồi. Vừa ngay là cao tốc, bây giờ là thấp tốc rồi. Bạn đi xuống ác quá. Mày cũng chạm, chạm gầm. Thế là được một nửa đường lên Đán Dầu, bây giờ là dã đẹp rồi. Còn bây giờ một nửa đường nữa là đường đá, đường nói chung là xuống cấp. Cố gắng là sang năm là nếu mà có đường nữa là sẽ ok. Rất là đẹp. Dân Đán Dầu biết trồng rau, quây lưới thôi. Trồng rau. Đẹp đi. Những cái đoạn này là nó dễ đi hơn rồi. Cái đoạn khó nhất là ở cái đoạn đường đá vừa ngay mình đi ấy. Đó. Đây cống này hôm nọ mưa ấy. Hai anh em đi thôi. Cái đường Đán Dầu ngày xưa là thanh niên các nơi về mở đường lên đấy chứ. Còn đào tay, đào máy, máy móc gì đâu. Đây, tuyến đường đợt 3 đây. Sẽ tiếp tục quay về đây. Ngon cả đây. Của em lồng đây. Xin chào. Đang đục cô đây. Tạm nhà bếp ạ. Đường lên Đán Dầu, cao tốc Đán Dầu.
hết cả bụng. Sóc như này có bị rung không? Có mà. Nhìn nhìn trong trong video thế thôi nhưng mà đi thực tế là nó sóc lắm. Chạm cấm không 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 ấy. Trung tâm đám dầu thôi. Chào. Xin chào, em chào anh. Quá trên này. Hôm nay là mình quay từ dưới kia lên đấy nhỉ? Những cái đoạn này ngày xưa làm là cụt lắm, không làm là rất là cụt. Đoạn này trước lầy dốc nhỉ? Mưa lầy nhất đoạn này. À, trường học làm vậy à? Trường làm mái rồi. Trường làm mái rồi đây. Làm mái cho các cháu chơi rồi. Nhà văn hóa thôn Đán Dầu đấy. Thấy hôm nọ xì vào mọi người vào đây tập xe. Tập xe sân nhà. Xe máy. Hôm nay xì đi vắng. Đi xuống dưới này ạ. Kiếm cái xe đi nhờ xe. Thì chắc vẫn có người đi qua đấy, mình đi nhờ cũng được. Không thì em đi bộ cũng được, anh cứ đi trước đi. À nhưng mà cứ được. Review sang nhà ông nghệ nhé. Đường này là khó khăn nhất đây. Chào chú. Làm gì đó? Xe này anh ăn xe anh đấy nhỉ? Liệu có ổn không anh? Đường này khó đi đấy. Khó thật đấy. Cái nước của các vua một người kho này đấy. Nước tràn đây, đầy đấy. Tí để gần nhà anh xì kia được không? Anh trôi luôn à? Hôm nay không có ai ra đón nên là phải đi. Ôi. Ôi. Chạm gầm ấy. Ấy, ta đang hả? Ta đang định phóng đi. Wow. Ôi. Đang thang lên nhá. Em đi bộ nhá. Đi bộ đi. Thằng này chẳng biết lên được. Có chú. Không được đâu. Đi một mình thì đi được nhưng mà đi hai người thì chạm gầm. Chắc là tí á, lấy xe lên để trên chỗ nhà anh xì đây. Để xe đây rồi nhà anh nhỉ? Bây giờ phải đi bộ. Đi bộ mấy trăm mét nữa. Em cầm cái này cho. Em cầm con vịt cho. Anh cầm cái kia nhá. Khóa anh cầm nhá. Đấy, bây giờ hai anh em đi bộ đi. Xe này ở đây thì người dân Đán Dầu biết luôn xe mình mà. Không ai dám manh động rồi đấy.
Đây hôm nay hai anh em đi lên trên chỗ nhà ông Ngài thì không có người đón. Anh trưởng thôn với bí thư là có việc bận hết rồi. Anh xì đi tuần rừng hả anh? Em đi bộ. Từ đây ra giá ông Ngài cũng xa phết đấy chứ. Được cái bây giờ là được cái đoạn bê tông lên nó cũng nhanh hơn bao nhiêu. Mà cái đoạn đường đấy là đi dễ đi hơn. Có lắm rồi không ăn cái quả này. Ở nhà anh Hồng hay bứt ăn. Cả tí, dại đấy. Tí bảo anh Hồng bứt. Ô, mệt phết đấy nhở. Đi suối. Đi loại kia là không ăn được à? Loại quặp kia là ăn được chứ nhở? Không vẫn ăn được hết mà anh. Ăn được. Đôi giày là lâu lắm rồi anh mới đeo này. Của anh Khánh ở Hải Phòng cho. Đấy, xe mình có lên được đoạn này đâu. Đoạn này là chịu luôn. Nhìn bình thường này thôi nhỉ, rộng cực kỳ luôn. Rộng trong khoảng mét thôi nhờ, 80 thôi là đi được. Đường như vậy nhà anh Thắng á. Mệt quá, không quay được nữa. Tạm dừng đi đây.